Thưa quý vị, sau khi triển khai kẻ vạch trên vỉa hè nhường lối đi bộ tại nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh thì Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng đã tiếp tục công bố danh sách gần 900 tuyến đường được phép sử dụng một phần vỉa hè lòng đường làm điểm giữ xe kinh doanh có thu phí. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh áp dụng quy định mới về quản lý lòng đường vỉa hè. Có 6 trường hợp được tạm dùng vỉa hè và đóng phí, bao gồm điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ mua bán hàng hóa, điểm trông giữ xe có thu tiền dịch vụ trông giữ xe, tổ chức hoạt động văn hóa, điểm giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, điểm bố trí công trình và điểm trung chuyển vật liệu phế thải. Vỉa hè lòng đường được chia làm 5 khu vực tương ứng với giá đất bình quân tại khu vực đó để tính giá cho thuê.